Nhiều năm trước đây, bản vẽ thiết kế nhà đất được coi trọng, thậm chí nhiều chủ đầu tư vẫn xây nhà mà không cần tới bản vẽ. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Bản vẽ thiết kế chi tiết rõ ràng không chỉ giúp chủ nhà dễ dàng hình dung ra hình dáng của ngôi nhà tương lai mà còn giúp họ tiết kiệm đáng kể chi phí nhờ vào việc giúp đội thợ thi công nhanh chóng, dễ dàng hơn, tránh những sai sót không đáng có dẫn đến phải đập phá, mất thời gian, tốn nhân công, vật tư, đội chi phí, giúp chủ nhà dễ dàng tính toán, lựa chọn vật tư phù hợp. Vì thế, hãy dành thời gian để trao đổi với các kiến trúc sư về bản vẽ thiết kế nhà ở. Nếu thuê chuyên gia phong thủy, hãy để kiến trúc sư và chuyên gia phong thủy làm việc trực tiếp với nhau để tránh phải sửa đổi thiết kế trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây nhà, cần xác định nhu cầu sử dụng của gia đình, từ đó tính toán diện tích xây dựng, phân bổ số phòng cho phù hợp, tránh lãng phí. Đừng xây một ngôi nhà quá to, đồ sộ trong khi gia đình bạn chỉ sử dụng 2-3 phòng. Tất nhiên, chọn liệu xây nhà tiết kiệm không có nghĩa là chọn vật liệu rẻ tiền, chất lượng kém mà là lựa chọn đầu tư vào những thứ mang lại giá trị cao nhất cho nhà ở. Tránh sử dụng quá nhiều vật liệu chỉ mang ý nghĩa trang trí hoặc chỉ mang tính chất tạm thời. Vật liệu xây dựng ảnh hưởng rất lớn đến chi phí xây nhà, nhưng để tiết kiệm chi phí chúng ta chọn những vật liệu giá rẻ, xuất xứ không rõ ràng mà chúng ta sẽ lựa chọn vật liệu một cách khoa học. Thông thường, đa phần vật tư thô như cát, gạch, xi măng, đá, dây điện, ống nước hay vật tư hoàn thiện như tủ, cửa, gạch lót sàn, sơn, thiết bị vệ sinh đều có thể mua được với mức giá rẻ hơn nếu bạn chịu khó đi khảo giá tại một số cửa hàng vật liệu xây dựng khác nhau. Tuy nhiên, cần lựa chọn nhà cung cấp vật tư uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Cần xác định chủng loại vật liệu và số lượng tương ứng. Chỉ nên mua đúng số lượng vật tư cần sử dụng để tránh lãng phí. Bạn có thể nhờ kiến trúc sư tính toán chính xác số lượng của từng chủng loại vật tư. Trong số 12 tháng của năm thì tháng nào là thời điểm lý tưởng nhất để khởi công xây nhà? Hãy cùng phân tích. Tháng 1, 2 là khoảng thời gian Tết âm lịch. Lúc này, nhân công rất khan hiếm, cần tránh khởi công vì chi phí nhân công sẽ rất cao. Khoảng thời gian lý tưởng để khởi công xây nhà là từ tháng 3 đến tháng 7. Thời điểm này là mùa khô, ít mưa, nếu thi công nhanh sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Trong khi đó, tháng 8, 9, 10 mưa nhiều, quá trình thi công sẽ bị gián đoạn. Tuy vậy, trời mưa lại giúp bạn dễ dàng kiểm tra phần chống thấm và thoát nước của công trình. Cuối tháng 11, 12 là thời điểm cận Tết âm lịch, chỉ phù hợp để sửa chữa nhà. Hiện nay có rất nhiều nhà thầu xây dựng cung cấp các gói xây nhà ở với chi phí cạnh tranh. Nhận báo giá từ một số nhà thầu xây dựng và so sánh, đánh giá để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. Giá cả là yếu tố cần quan tâm, nhưng uy tín mới là điểm mấu chốt để quyết định. Chọn được nhà thầu có tầm đồng nghĩa rằng ngôi nhà của bạn sẽ được hoàn thành đúng thời gian dự kiến và tiết kiệm chi phí nhất. Trong hợp đồng làm việc với nhà thầu, cần đưa ra những điều khoản và cam kết về thời gian thi công, chất lượng, chi phí và bảo hành. Nếu có thời gian và kinh nghiệm để thực hiện một hạng mục nào đó trong quá trình thi công, bạn có thể tham gia với tư cách nhà thầu phụ trong hạng mục này. Nhờ vậy, bạn sẽ tiết kiệm một khoản phí không hề nhỏ. Hơn nữa, việc bỏ thời gian, công sức để chăm chút cho chính ngôi nhà của mình cũng sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ và gắn bó với nó nhiều hơn. Để đảm bảo căn nhà đến giai đoạn hoàn thiện đúng với mong muốn của mình, chủ nhà cần giám sát thợ xây nhà để có thể điều chỉnh kịp thời. Sau đây là một số kinh nghiệm giám sát thợ xây nhà. Chủ nhà cần hiểu rõ bản vẽ thiết kế. Thông thường chủ nhà không có kinh nghiệm đọc bản vẽ, tuy nhiên có thể hỏi đơn vị thiết kế giải thích đơn giản hơn về các chi tiết quan trọng trong bản vẽ để có thể nắm sơ qua được thiết kế của từng hạng mục thi công. Chủ động trao đổi và tương tác với thợ xây nhà để nắm bắt được các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công. Việc giám sát thợ xây nhà cần phải thực hiện ở từng giai đoạn cụ thể, từ làm móng, phần tường, mái đến hoàn thiện. Vì vậy, nếu không có thời gian và kinh nghiệm thì chủ nhà nên nhờ đến sự hỗ trợ của các kỹ sư có chuyên môn hoặc người có kinh nghiệm trong việc giám sát công trình xây dựng. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin vui lòng nhấn like và subscribe để đón xem những video mới nhất từ kênh. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.